Rồi, máy móc Minh Chí xin chào tất cả anh em nhé. Ngày hôm nay thì bên mình xin phép được giới thiệu cho anh em mẫu sản phẩm súng bắn bô lông 3/4 thương hiệu của Tosaki 2000 Newton. Thì đây là một trong cái mẫu súng mà bắn được từ bô lông 10 cho đến bô lông 40 mà anh em chúng ta đang tìm kiếm. Thì sản phẩm của Tosaki thì cân nặng của sản phẩm là 5,5 kg. Anh em nhìn thấy này, có súng rất là chắc chắn, bắn 3 số. Toàn bộ cái màu thân mạ bạc của cái mẫu sản phẩm này rất là đẹp và rất là chất lượng. Đây, đây sẽ là cái vỏ hộp của sản phẩm. Anh em có thể nhìn thấy là đây là mẫu sản phẩm của Tosaki 3/4. Sản phẩm này thì công nghệ thì của Nhật Bản và do Đài Loan trực tiếp sản xuất anh em nhé. Trên thân của sản phẩm thì là có in rất thương hiệu của Tosaki TS536. Tối đa là 2000 Newton. Đằng sau thì có ghi là 1600 Newton và bắn 3 số. Toàn bộ cái bề mặt thân của sản phẩm thì được bọc bằng cái lớp nhôm rất là chắc chắn. Và sản phẩm này thì tôi xin nhắc lại là trọng lượng của súng là 5,5 kg. Sản phẩm này bắn được từ bu lông 10 cho đến bu lông 40. Lực bắn tối đa là 2000 Newton, bắn 3 số. Rất là đẹp và rất là chất lượng, do hãng Tosaki trực tiếp sản xuất. Mã của sản phẩm là Tosaki TS536, tối đa là 2000 Newton. Sản phẩm này bán được từ bô lông 10 cho đến bô lông 40 và là hàng rất là uy tín và chất lượng của thương hiệu Tosaki ở thị trường Việt Nam. Mẫu sản phẩm này nhá, có một cái đặc điểm rất là hay, thì tất cả các cái thân súng này cũng như là đầu khẩu này, hoặc là trên đầu súng, hoặc là cút nối nhanh, hoặc tất tần tật những cái linh kiện đấy, búa của các cái mẫu súng bu lông này thì đều là có linh kiện thay thế. Tức là sao? Tức là nếu như mà anh em nào chúng ta sử dụng một thời gian dài mà anh em có nhu cầu nâng cấp hoặc là hỏng ở một cái bộ phận nào đó trên bề mặt của súng hoặc bên trong súng thì nhà sản xuất người ta đều có linh kiện thay thế 100% cho tất cả anh em. Thì là mẫu sản phẩm này thì bên máy móc Minh Chí đang bảo hành 1 năm. Sau 1 năm thì bên mình vẫn bảo hành bình thường. Thế nhưng mà bảo hành sau 1 năm ấy thì bên mình xin phép là bảo hành theo hình thức là thu phí. Tức là sao? Tức là nếu như mà anh em nào chúng ta sử dụng mẫu sản phẩm này hết 1 năm bảo hành thì trước 1 năm thì bên mình là không thu phí về cái chế độ bảo hành của anh em. Còn sau 1 năm nhá thì bên mình vẫn tiến hành bảo hành bình thường, chỉ khác một điều là bên mình sẽ tiến hành thu phí thôi. Thì cực kỳ uy tín và chất lượng về cái mẫu sản phẩm này. Tôi xin nhắc lại là mẫu sản phẩm này nặng 5,5 kg, tối đa là 2000 Newton, bán được từ bu lông 10 cho đến bu lông 40. Toàn bộ thân súng thì được làm bọc nhôm rất là đẹp, mạ bạc rất là sáng, rất là uy tín. Và sản phẩm này ấy, thì bắn từ bu lông 10 cho đến bu lông 40 này, nặng 5,5 kg này. Toàn bộ cái mẫu sản phẩm này thì đều có linh kiện thay thế từ A đến Z cho tất cả anh em, cực kỳ uy tín và chất lượng anh em nhé. Và nếu như anh em nào có nhu cầu đặt mua cái mẫu sản phẩm súng bắn bu lông 3/4 thương hiệu của Tosaki thì là công nghệ là công nghệ của Nhật và do Đài Loan trực tiếp sản xuất. Giá của mẫu sản phẩm này chỉ trên 2 triệu thôi. Và giá chính xác là bao nhiêu thì anh em có thể là ép Zalo của bên mình. Mình xin nhắc lại là fanpage của bên mình là maymocminhchi.com. Anh em có thể lên Facebook và tìm đến fanpage của bên mình là Máy Móc Minh Chí. Tiếp đến là Zalo. Zalo của bên Máy Móc Minh Chí là 0915498666, 0978390231 hoặc là 0986734894. Website của bên mình là maymocminhchi.com, Shopee, Sendor, Lazada cũng đều là maymocminhchi.com. Thì nếu như anh em nào chúng ta muốn mua cái mẫu sản phẩm này, anh em có thể là ép Zalo, ép Zalo của bên mình và săn sale cái mẫu sản phẩm này nhá. Thì Tosaki họ đang làm thương hiệu ở thị trường Việt Nam, cho nên là rất có khả năng anh em có thể mua cái mẫu sản phẩm này với giá bằng một nửa trên thị trường thôi. Bởi vì là có những cái chương trình sale đón năm mới này, những cái dịp lễ, những cái dịp sinh nhật của thị trường Việt Nam thì đều có những cái chương trình quà tặng và giảm giá của thị trường thương hiệu Tosaki. Thành ra anh em cực kỳ yên tâm nhé. Cách đơn giản nhất là anh em có thể ép Zalo của mình và đặt hàng cũng như là xem chi tiết cái mẫu súng Tosaki này anh em nhé. Rồi, thì mẫu sản phẩm này mình xin nhắc lại là ship hàng toàn quốc, xem hàng, kiểm tra hàng, thử hàng rồi mới thanh toán tiền. Đấy, tránh tình trạng là mất lòng tin khi mua hàng online. Cho nên là anh em có thể đặt hàng sản phẩm này đến tận nhà luôn. Đấy, sau đó là xem hàng, kiểm tra hàng thoải mái, sau đó là thử hàng. Nếu mà ok thì anh em nhận, còn nếu mà không ok thì anh em có thể hoàn toàn trả lại cho bên máy móc Minh Chí, không mất một chút chi phí nào anh em nhé. Rồi,
Rất là cảm ơn anh em đã ủng hộ máy móc Minh Trí trong thời gian qua, và hẹn gặp lại anh em trong những video giới thiệu sản phẩm tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.